Mọi người cần xem lại. Chúng ta phải đổi kế hoạch, đổi kênh phân phối, ứng biến thị trường sau dịch. Sếp ơi, vé máy bay chiều nay. Đổi giờ bay. Sếp ơi, Vietjet ra mắt hãng vé mới Deluxe miễn phí đổi hành trình, ưu tiên check-in thêm 20kg hành lý nữa. Quá nhiều tiện ích không nói hết. Vào website book liền sếp ơi. Bay cùng Deluxe, gói trọn tiện ích. Bay cùng Deluxe, ưu tiên đủ thứ. Bay cùng Deluxe, thay đổi vô tư. Nào cùng Deluxe, bay là thích.